Bà Sát Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bà Sát Huy đang có mặt ở nhà chú Khuyến, chủ cái từ đường Mộc Gia Nguyễn tại Phù Đồng, Hà Nội. Nãy Bà Sát Huy chia sẻ cho quý vị một cái từ đường tuyệt đẹp, trong đó có rất nhiều tác phẩm cây cảnh, cây bonsai ấn tượng quý vị ạ. Quý vị hãy vào trong để khám phá khuôn viên đẳng cấp này. Quý vị yêu cây, đây là cái món quà dành tặng quý vị. Một không gian cực kỳ ấn tượng ngay trước mắt quý vị. Nhà cổ và cây cảnh quý. Và chú Khuyến ngay trước mắt quý vị. Chú ơi, chào chú nhá. Xin chào bác Sát Huy, xin chào anh em yêu cây toàn quốc. Những cái ngày đầu xuân năm 2024, cháu chúc chú thật nhiều niềm vui bên cây cảnh và nhiều sức khỏe, nhiều may mắn trong cuộc sống chú nhé. Chúc Đức Huy năm mới, một năm dương lịch, một năm mạnh khỏe, một niềm vui, mọi hạnh phúc nhá, tràn đầy. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Thưa quý vị, đây là cái từ đường nhà chú Khuyến, có tên là Mộc Gia Nguyễn. Chú ơi, cho chào chú nhá. Chào chú ạ. Chào bác thầy chú. Rồi, chúc chú nhiều sức khỏe nhé. Rồi. Chú chúc cháu là luôn luôn có một cái sức khỏe. Vâng ạ. Cháu cảm ơn chú. Vâng ạ. Kính thưa quý vị, hôm nay tư gia nhà chú Khuyến, Mộc Gia Nguyễn còn đón rất đông đoàn đến tham quan vườn. Chào tất cả các cô nhá và các chị. Thưa quý vị, rất đông đến thăm vườn. Thưa quý vị, điều vô cùng hạnh phúc tại nhà vườn Thu Khuyến. Thưa quý vị, tác phẩm cây cảnh thì quá đẹp rồi, và không gian hôm nay thì lại càng đẹp hơn, càng ý nghĩa hơn. Được sự hiện diện của rất đông các chú, các cô, các anh chị đến với tư gia Mộc Gia Nguyễn. Và chúng ta sẽ cảm nhận cái không khí đó ngay bây giờ. Quý vị chiêm ngưỡng những tác phẩm cây cảnh tuyệt đẹp ở ngay đây. Đây là những cái tác phẩm tâm huyết của chú Khuyến quý vị nhé. Quý vị nhìn thấy cái tác phẩm nghệ thuật thế này, đường nét bay bổng thế này, dáng phong tranh thế này. Một cây dưới quý vị ạ, hay còn gọi là cây hoàng anh bộc. Thưa phim này, Bà Sát Huy sẽ quay cho quý vị mấy chục tác phẩm cây bonsai cực kỳ nghệ thuật. Một sân chơi cũng là niềm mơ ước của nhiều người chơi cây. Căn nhà cổ và một cái sân rộng rãi để chơi cây, trong đó có chứa vài chục những cây bonsai hoàn thiện, mịn màng. Và cây nào cây đấy nhìn rất có hồn. Cái hồn cây và cái vẻ tự nhiên của trong cây là cái điều rất rất quan trọng. Thì chắc chắn là quý vị đã nhìn thấy những cái tác phẩm này tự nhiên như thế nào. Rất vui quý vị ạ, ý nghĩa
bên Tư Gia Dục Kiến, Tư Gia Mộc Gia Nguyễn quý vị nhá, một căn nhà cổ tuyệt đẹp quý vị ạ. Quý vị vừa được nghe cái câu hát rất hay của đoàn khách đến tham quan. Quan cái Tư Gia nhà chú Khuyến quý vị ạ. Chúng ta nhìn từ trên cao để cảm nhận tổng thể vườn cây. Quý vị chiêm ngưỡng một cây du, rất ấn tượng quý vị ạ. Đường nét nghệ thuật tự nhiên, bay bổng. Và nhiều những cái tác phẩm ấn tượng khác nữa. Chúng ta sẽ đi chiêm ngưỡng trong cuốn video này. Những cây tầm trung đẳng cấp. Vì nhìn những cái tác phẩm như thế này thì gần như hết sạch mỹ từ để tả rồi. Đường nét từ cái bông dăm làm rất là tự nhiên, không bị gò bó. Và cây si cổ. Quá đỗi ấn tượng. Bên này chúng ta ngắm một cái si này. Si này bonsai Huy cũng cực kỳ thích. Cây chỉ cao từ mặt chậu lên rơi vào khoảng 55 phân thôi. Nhưng nhìn rất có hồn. Và bọn Sa Đế Huy rất là thích cây này. Và còn vô số những tác phẩm đẹp nữa. Và chú còn một cái vườn nữa quý vị nhé. Một vườn đấy thì mới nhiều cây. Nhưng mà đây là những cái cây chú chọn lọc để trưng bày trong một cái sân từ đường nhà mình. Từ đường Mộc Gia Nguyễn. Một cái căn từ đường của gia đình chú. Và hôm nay gia đình chú cũng vui hơn ngày thường rất là nhiều. Khi được đón một cái đoàn rất là đông, mấy chục người đến thăm Tư Gia, thăm từ đường của gia đình. Và chiêm ngưỡng những cái tác phẩm cây cảnh quý. Quý vị nhìn thấy đường nét ấn tượng như thế này. Đúng là không thể bắt chước được với những cái đường nét như thế này. Cây xanh Nam Điền cổ. Những cái hình tượng trong cây rất rõ. Chúng ta có thể nhìn thấy. Và đây là một tác phẩm nữa. Quý vị ơi, chúng ta chỉ cần chơi bằng này cây là quá đủ rồi quý vị ạ.
Bởi vì những cái tác phẩm của chú này thì không nói quý vị cũng hiểu được cái giá trị. Có rất nhiều cái giá trị in đậm trong từng tác phẩm. Và Sa Đa Huy nhìn thấy đầu tiên đó là cái giá trị nghệ thuật. Sau đó là cái giá trị thời gian, giá trị văn hóa, giá trị nhân văn. Và cái cuối cùng đó là cái giá trị kinh tế. Thì cái giá trị nào cũng đều rất rất là quan trọng. Và một cái cây to nhất ở trong vườn, có thể là cái tác phẩm này nói lên cái tư gia nhà chú, thể hiện cái nhiều điều trong cái tác phẩm này. Thế nên là chú đặt là gia hòa vạn sự hưng. Cái tác phẩm có thể hiện được cái gia tộc của chú. Quý vị ơi, gia hòa vạn sự hưng. Cái tên rất là hay. Gia tộc hòa thuận thì sẽ vạn sự hưng. Và tác phẩm ngay trước mắt quý vị, một đúng là cái cây đại thụ thu nhỏ quý vị ạ. Quý vị bóng dáng tự nhiên vô cùng. Đây là một cái đường nét, cái nghệ thuật, cái nét phong tranh ấn tượng. Tác phẩm này ở phía trong có những cái cây bóng mát bị che khuất. Tác phẩm này mà đặt ở cái sân có cái nền trời không bị che thì cây này đẹp lắm quý vị ạ. Cây này cực kỳ ấn tượng với những cái đường nét nghệ thuật và sự kết hợp giữa đá bọc thạch tương sinh đây quý vị ạ, tạo lên cái đường nét, cái bóng dáng ấn tượng này. Và chúng ta đi ngắm một số tác phẩm nữa. Ở đây còn rất nhiều những cây nghệ thuật ấn tượng quý vị nhé. Đoàn chú ạ, cho chào chú. Quý vị đến với một tác phẩm ấn tượng nữa. Đây này, cái đường nét nghệ thuật cực kỳ khó quý vị nhé. Điểm khó thực sự là đếm không hết. Đúng là một sân chơi mơ ước, sân chơi đẳng cấp. Ta nhìn tổng thể. Một không gian chơi đẳng cấp, một đúng là nghĩa một cái sân chơi. Sân chơi như thế này, thưa quý vị, là có thể với nhiều người khác thì kê được mấy chục cây nữa. Nhưng chú chỉ set up trong này khoảng mấy chục cây. Và còn cái không gian rộng rãi để quý khách, những người yêu cây, rồi trong gia đình nhà chú về đây chơi, tham quan. Kính thưa quý vị, hôm nay cái đoàn khách đến với thư gia từ đường nhà chú Khuyến, từ đường Mộc Gia Nguyễn, và đang ghi lại một kiểu ảnh. Trước trong cái đoàn này, chụp ảnh này thì có cụ này, rồi các cô, các chú và các anh chị. Cháu mời cả đoàn nhá. Cả đoàn mình nhìn ở đây cho cháu nhá. Cả đoàn nhìn đây ạ. Vẫy tay ạ. Nhìn đây, bắt đầu với chụp ạ. Bắt đầu với chụp nhá. Vừa chụp ảnh mà vừa ghi hình luôn ạ. Thật là tuyệt vời kính thưa quý vị. Rất ý nghĩa, một ngày ý nghĩa của gia đình chú Khuyến.
Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ, cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, Bò Sát Đa Huy cũng đến đây cũng xin khép lại cái thước phim chia sẻ tại Tư Gia nhà chú Khuyến, Tư Gia một cái căn nhà cổ, căn từ đường Mộc Gia Nguyễn tại Phù Đồng, Hà Nội. Bò Sát Đa Huy đến đây xin được cảm ơn quý vị và xin phép quý vị được dừng lời đây. Chào tạm biệt quý vị.